Ngoài trời được lắp đặt 6 cái điều hòa. Đây là đãi ngộ của diễn viên trẻ Trung Quốc khi quay phim. Hãy xem nước bạn Hàn Quốc quay phim thế nào nhé. Một cảnh quay dập đầu lại. Diễn viên quá nhập vai, không dập lên viên đá đạo cụ, mà dập đầu lên hẳn đá thật. Máu tươi be bét, tên anh ấy là Jo A-in. Jo A-in vào vai vị thái tử duy nhất trong lịch sử, bị bỏ đói tới chết. Mà người tự tay đóng đinh lên hòm gỗ, chính là cha ruột của anh ta, đức vua Yeong Jo. Tội danh của thái tử là mưu phản. Một ngày trước, thái tử cầm kiếm xông vào tẩm cung của vua, không ai dám cản, cũng không ai cản được. Nhưng khi chỉ còn một chút nữa là có thể một bước lên trời, không rõ thái tử đứng ngoài cửa nghe được chuyện gì mà lại buông kiếm xuống. Mặc dù không thực sự hành thích vua, nhưng đức vua Yeong Jo sau khi biết tin vẫn nổi trận lôi đình, ở ngay trước mặt các văn võ bá quan. Ông biến thái tử làm thứ dân, thái tử kêu rằng mình không mưu phản. Đức vua không tranh luận, chỉ sai thị vệ khiêng vũ khí và quan tài mà thái tử giấu giếm, bày ra trước mặt. Ta còn chưa chết, mà ngươi đã chuẩn bị sẵn quan tài rồi, rốt cuộc ngươi sốt ruột thượng vị đến mức nào hả? Đức vua ném ra một thanh kiếm, lệnh cho thái tử tự sát. Thái tử có trăm cái miệng cũng khó lòng biện bạch, đành tuân mệnh nhấc kiếm lên, nhưng một tốt quan văn võ lại liều chết ngăn cản. Thái tử không muốn liên lụy người khác, nên điên cuồng dập đầu cầu xin vua cha tha thứ. Nhưng dù dập đầu đến mức máu chảy ròng ròng, đức vua vẫn không quay đầu lại lấy một lần. Đức vua sai người khiêng lên một thùng gạo. Thái tử hất tay thị vệ ra, tự mình trèo vào trong thùng. Đức vua vẫn không hề tỏ ra thương tiếc, ngược lại còn tự tay đóng đinh lên thùng, từng chiếc đinh một, găm thẳng xuống thùng gỗ. Vì sao hai cha con họ lại trở mặt thành thù? Chẳng lẽ là vì tranh quyền đoạt vị? Chuyện không đơn giản như vậy. Đức vua Yeong Jo về già mới có một mụn con, vốn dĩ ông vô cùng thương yêu thái tử. Huống hồ thái tử tư chất thông minh, đức vua lại càng vui mừng ra mặt. Ngay cả sách mà thái tử học cũng là do ông tự tay biên soạn. Có thể nói, ngay từ khi thái tử chào đời, ông đã quyết định bồi dưỡng thái tử thành người kế nhiệm của mình. Nhưng theo thời gian thái tử lớn dần, ông cũng dần cảm thấy bất ổn. Đức vua phát hiện hứng thú của thái tử đối với việc chơi đùa lớn hơn hẳn đối với việc học. Đi học thì ngủ gật, lúc chơi lại cực kỳ hăng hái. Ông yêu cầu thái tử chép sách thánh hiền, nhưng khắp các trang giấy đều là hình vẽ chú chó mà nước Đại Thanh tặng. Đức vua vô cùng thất vọng. Cả đời làm minh quân, ông không thể chấp nhận được việc người kế nhiệm của mình lại là một tên phế vật không hiểu sách thánh hiền. Thầy giáo của thái tử cầu tình, nói thái tử vẫn còn nhỏ, nhưng còn chưa dứt lời đã bị đức vua chặn miệng. Hồi bằng tuổi con, quả nhân mỗi giây mỗi phút đều lo không có sách để học, làm gì còn khổ hơn làm vĩ nhân. Đó là làm con của vĩ nhân. Đức vua Yeong Jo lấy bản thân làm tiêu chuẩn, áp đặt thái tử đủ điều. Hơn nữa, chỉ được phép làm tốt hơn. Vì sao? Mãi đến khi đi qua bài vị của liệt tổ liệt tông, đức vua mới nói ra lý do. Năm xưa, người kế thừa hoàng vị vốn dĩ là anh trai của ông, nhưng anh trai ông mới chỉ tại vị 4 năm ngắn ngủi đã chết thảm. Người đời đồn nhau rằng Yeong Jo giết anh trai để đoạt vị. Vì thế ông mới muốn nhanh chóng chuyển ngôi lại cho thái tử, để thể hiện rằng mình không hề ham mê quyền lực, đồng thời rửa sạch tiếng xấu cho chính mình. Nếu đức vua đã sớm có ý định chuyển ngôi, vậy thái tử có gì mà phải sốt ruột? Vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử Joseon chính là Yeong Jo. Ông là người cực kỳ kỹ tính, trong cung tuyệt đối không được nói từ chết. Nghe thấy điều không lành thì phải rửa tai, phải nhảy qua chậu lửa mới được vào cung. Thậm chí thái tử không buộc dây giày cẩn thận ông cũng nổi giận. Tóm lại một câu, trong mắt ông, lễ nghi là trên hết. Một vị vua như vậy lại muốn thoái ngôi. Nhìn thái tử và văn võ bá quan quỳ rạp trước mặt, đức vua quyết định tạm thời ngồi sau nhiếp chính, sẵn tiện rèn luyện thái tử. Nhưng kết quả thì sao? Thời gian đầu, thái tử đưa ra một loạt cải cách, giảm thuế cho thường dân, tăng thuế cho quý tộc. Đức vua Yeong Jo ngồi sau cố gắng kiềm chế không nói chuyện. Nhưng về sau, thái tử vì muốn tránh cấu kết bè phái mà định bỏ đi một số điều luật cũ. Thái tử vừa dứt lời, đức vua ngồi sau đã không thể im lặng được nữa. Trước khi đưa ra quyết định, con có từng nghĩ đến suy nghĩ của ta không? Thái tử không dám tùy tiện đưa ra quyết định nữa. Bắt đầu từ đó, chút chuyện nhỏ này mà con cũng làm không xong. Chuyện gì đức vua cũng xen vào. Thái tử dần mất sự tự tin, từ dáng vẻ nhiệt huyết ban đầu dần trở thành e dè, lo sợ. Đức vua Yeong Jo rất xem thường người không có chủ kiến. Ông càng ngày càng cảm thấy thái tử là đồ bỏ đi. Nếu như ta có đứa con trai thứ hai thì tốt biết mấy. Khi quan hệ giữa hai cha con đang ở thời điểm căng thẳng nhất, cơ hội hòa hoãn đã đến. Thái tử phi sinh hạ con trai đầu lòng, chờ đợi mòn mỏi cũng đến trăm ngày của đứa bé. Nhưng ông nội là đức vua Yeong Jo lại không đến thăm cháu lấy một lần. Thái tử ôm con trai tới gặp vua cha, nhân tiện hỏi mẫu hậu định sắp xếp tiệc mừng thọ 60 tuổi như thế nào. Nào ngờ đức vua Yeong Jo chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi trả cháu lại, thậm chí còn chẳng buồn quản chuyện mừng thọ. Chuyện này là sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, đức vua nhìn trúng một cung nữ. Hơn nữa, vua chúa đúng là vua chúa, đã một bó tuổi nhưng vẫn hừng hực sức trai. Cung nữ được sủng, cố ý hướn cái mụng bầu diễu võ dương oai trước mặt mẹ thái tử. Chuyện này đến tai thái hậu, bà lập tức dùng hình phạt với cung nữ đó ở hậu cung. Hạ nhân báo tin cho đức vua Yeong Jo biết, hai nhân vật có quyền lực cao nhất trong và ngoài cung cãi nhau to một trận. Trong cơn tức giận, đức vua Yeong Jo nói, người làm vậy không phải đánh vào chân cung nữ kia, mà là đánh vào mặt của ta đấy. Xin cho phép quả nhân chuyển ngôi lại cho thái tử. Nào ngờ, thái hậu cũng vì quá tức giận mà buột miệng đồng ý. Nhưng mọi người đều hiểu,
với thế lực của thái tử hiện tại, vẫn chưa thích hợp để thừa kế ngôi vị. Để vua cha nguôi giận, thái tử chỉ đành quỳ mãi trong tuyết. Thầy giáo không đành lòng, cởi áo của mình đắp lên người thái tử, nhưng vẫn không có tác dụng nhiều. Thái hậu đau lòng cháu trai, nhưng bà cũng có nỗi khổ của mình, thân là người đứng đầu hậu cung. Lời của bà một khi đã nói ra thì không thể tùy tiện rút lại được, cách duy nhất lúc này là đợi sau khi bà qua đời, mệnh lệnh sẽ tự động mất hiệu lực. Thái hậu bắt đầu tuyệt thực, còn chuẩn bị sẵn lời truyền đạt lại với đức vua: "Hãy nói với chủ thượng rằng ta đã già, tai nghe không rõ, nghe nhầm lời của chủ thượng nên mới đồng ý với yêu cầu của người." Tại tang lễ của thái hậu, hai cha con thái tử cùng quỳ trước linh vị. Đức vua Yeong Do lại mắng nhiếc thái tử một trận: "Nếu ngươi ngoan ngoãn lên làm vua, đừng giở cái trò quỳ trường kia, thì thái hậu đã chẳng qua đời." Lần này, thái tử đã bùng nổ. Đây là lần đầu tiên thái tử cãi lời vua cha. Chuyện gì cũng là con sai. Người thương yêu thái tử nhất là thái hậu đã không còn, các đại thần ủng hộ thái tử cũng lũ lượt bỏ đi, bản thân thái tử cũng bắt đầu sa đọa. Ngày ngày nếu không trầm mê trong men say thì cũng là làm pháp sự cho thái hậu, thậm chí phải nằm trong quan tài mới có thể ngủ. Đức vua Yeong Do biết chuyện thì nổi trận lôi đình, quả nhiên ông không nhìn nhầm, thái tử là một phế vật. Cũng may thái tôn là đứa bé ngoan ngoãn, thái tôn kế thừa trí thông minh của thái tử. Hơn thế nữa, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã có được sự trầm ổn và nhẫn nại vượt trên tuổi tác. Đức vua Yeong Do càng thêm yêu thương đứa cháu này và càng ngày càng chán ghét thái tử. Ông muốn thầy giáo của thái tử phế bỏ thái tử, nhưng chuyện giữa hai cha con đức vua suốt bao năm qua họ đều thấy cả, thái tử biến thành phế vật như bây giờ, e rằng trách nhiệm của đức vua là lớn nhất. Thầy giáo cảm thấy khó xử, sau khi để lại di thư dặn dò thái tử phải nhẫn nhịn, ông đã treo cổ tự sát. Ngay đến người cuối cùng có thể bảo vệ thái tử cũng đã chết thảm. Suốt thời gian dài bị vua cha chèn ép, tinh thần của thái tử đã cận kề sụp đổ, y trở nên nóng nảy, động một chút là nổi điên, thậm chí chỉ vì chuyện mặc gì mà cũng nổi nóng, còn lỡ tay giết chết nội quan. Hơn nữa, vì những cải cách lúc trước của thái tử, những đại thần bị thiệt về lợi ích cũng đã nhìn ra, bây giờ điều mà vua Yeong Do cần nhất chính là một lý do để phế truất thái tử. Ông ta bèn gọi một nội quan tới, cho kẻ đó một bọc tiền và yêu cầu hắn liều chết tố cáo thái tử mưu phản. Thái tử muốn đối chất với hắn, nhưng đức vua lại lập tức ra lệnh xử hắn tội chết. Người chết không thể nói được, tội danh này cứ thế bị ụp lên đầu thái tử. Thái tử vốn còn muốn biện hộ cho bản thân, nhưng một câu nói của đức vua đã khiến thái tử hoàn toàn mất hy vọng. Chẳng lẽ người thực sự mong con tạo phản? Người tồn tại trên cõi đời này đã là một loại tạo phản rồi. Thái tử không thể kiềm nén cơn giận trong lòng. Sau một đêm lang thang trong mưa, thái tử tỉnh lại, cầm kiếm xông vào tẩm cung của vua. Dù sao đã bị gán cho tội danh mưu phản, lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng trong đêm, nhưng khi nhìn bóng người mờ ảo hắt lên cửa, thái tử lại dừng bước, vì trong phòng không chỉ có đức vua Yeong Do, mà còn có con trai của y. Vào ngày đại thọ 60 tuổi của mẫu hậu thái tử, đức vua Yeong Do mải mê trong công cuộc chồng người với cô cung nữ nọ. Thái tử đứng ra tổ chức tiệc mừng cho mẫu hậu, nhưng y vượt quá lễ giáo, hành lễ với mẫu hậu người vẫn chưa là hoàng thái hậu 4 lần. Đây cũng trở thành chứng cứ cho thấy thái tử tạo phản. Đức vua Yeong Do hỏi cháu trai, câu trả lời của thái tôn khiến ông bất ngờ. Cho dù ông nội không phải đức vua, con cũng có thể hành lễ với ông 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Vậy còn đâu là lễ giáo? Con người sao có thể chịu giới hạn của lễ giáo? Khổng Tử cũng nói, đừng chỉ xem có hợp lễ giáo hay không, mà phải xem cái tâm của người hành lễ. Ngày hôm đó, con đã nhìn thấy hiếu tâm của cha con, chỉ vài câu ngắn ngủi ấy đã bộc bạch hết nỗi lòng của thái tử, cũng khiến thái tử buông kiếm. Mãi đến khi bị nhốt vào hòm gỗ, thái tử mới biết, người tố giác mình mưu phản không thành chính là mẫu hậu. Bà sợ nếu để kẻ khác báo tin này ra ngoài sẽ liên lụy đến thái tôn, nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Suốt 3 ngày thái tử không được uống giọt nước nào, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn. Một con rết âm thầm bò vào, thái tử bị đau giật mình tỉnh dậy. Ngay sau đó lại có thêm vô số con rết khác bò vào. Đây là ảo giác tạo ra do đói khát đến cực độ, nhưng ảo giác này quá mức chân thật. Thái tử liều mạng dãy giụa, đạp tung ván gỗ. Y nhặt thanh kiếm lên uy hiếp thị vệ. Chẳng lẽ y muốn giết vua? Không, thái tử chỉ muốn tìm một con sông để đuổi lũ rết đi mà thôi. Đức vua ra lệnh nhốt thái tử vào lại thùng gỗ. Lần này họ buộc chặt bằng dây thừng rồi đắp cỏ khô lên, ngay cả ánh sáng cũng không còn nữa. Thứ duy nhất còn lại chính là cây quạt giấy mà cha vợ thả vào trong hòm cho y. Ông dặn thái tử hãy lấy đại cục làm trọng. Mặt trời chói chang thiêu đốt trên đầu, thái tử khát cháy họng, gào lên muốn uống nước. Thị vệ bèn đổ nước lên trên đống cỏ. Thái tử há miệng thật lớn, cố gắng đón lấy từng giọt nước nhỏ xuống, nhưng vẫn không đủ uống. Đột nhiên y cảm thấy mắc tiểu, y bèn dùng quạt giấy đón lấy nước tiểu rồi đưa lên miệng uống. Lúc bấy giờ thái tử mới nhận ra cây quạt mà cha vợ ném vào chính là cây quạt chính tay y vẽ lên vào ngày con trai ra đời. Ý của cha vợ đã rất rõ ràng, chuyện đã đến nước này, đừng làm liên lụy tới thái tôn. Thái tử bật khóc, quyết định không phản kháng nữa. 2 ngày liên tiếp trôi qua, vẫn không có ai dám tới thăm thái tử, chỉ có chú chó của y
đem đến cho y một chút ấm áp trong đêm giá lạnh. Ngày thứ ba, Thái Tôn bưng một bát nước tới, nhưng hòm gỗ đóng quá chặt, cậu không thể cho nước vào được. Thái Tôn khóc nức nở và gào lên rằng, con trai muốn bưng nước cho cha cũng không được nữa. Thái tử chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng gõ lên thành hòm để an ủi con mình. Trước lời chất vấn của cháu trai, đức vua Yeong do vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí ông còn sai người đưa Thái Tôn đi. Ngày thứ tư, cái chết đã cận kề, hai cha con họ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đức vua thừa nhận, hai cha con phải nói chuyện trong hoàn cảnh này, ông cũng rất đau lòng. Thái tử cũng trải lòng, nói cho ông biết vì sao đêm hôm đó mình không ra tay, chính vì câu nói của Thái Tôn, con người quan trọng hơn lễ giáo. Lễ giáo sao có thể trở thành công cụ để áp đặt con người? Điều con mong muốn nhất chỉ là một ánh mắt ấm áp, một câu nói hiền từ của cha. Ngày thứ năm, thùng gỗ không còn phát ra động tĩnh gì nữa. Đức vua Yeong do sai người đục hòm. Sau khi đích thân xác nhận thái tử đã chết, ông mới bật khóc thất thanh. Xuyên suốt bộ phim này, ai là kẻ sát nhân? Không phải Yeong do, mà là lễ giáo. Cho dù cuối cùng hai cha con họ đã trải lòng với nhau, Yeong do thừa nhận vẫn yêu thương đứa con trai này. Ông vẫn giữ lại danh phận thái tử cho y, còn Ban Thụy là xây đô tư điệu. Nhưng một người quá đặt nặng lễ giáo như ông vẫn cho rằng thái tử buộc phải chết. Hơn nữa, chỉ có thể chết bằng cách này, vì chỉ khi thái tử chết với thân phận là một kẻ điên bị nhốt lại, chứ không phải một tên phản tặc bị xử chết, Thái Tôn mới không bị liên lụy. 17 năm sau, Thái Tôn thừa kế ngôi vua. Giống như ông nội của mình, ông cũng là một bậc minh quân. Thời kỳ mà ông và đức vua Yeong do cai trị đã trở thành thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử Triều Tiên. Sau khi ông lên làm vua, tại tiệc mừng hoa giáp của mẫu hậu, y đã thực hiện động tác bắn cung mà phụ thân thích nhất. Mẫu hậu rơi nước mắt. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng họ cũng có thể đường đường chính chính tưởng niệm thái tử xây đâu. Cây quạt vẫn là cây quạt đó, nhưng người thì đã âm dương cách biệt. Xem xong vi này, các bạn hãy để lại cảm nhận ở phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào vi tiếp theo.